Xin chào tái ngộ các bạn. Hôm nay chúng ta làm một bài tập gồm có hai phần. Phần thứ nhất là bài tập tổng hợp, và phần thứ hai đó là một cái bài dịch thuật. Nếu bạn nào mà làm được cái bài này hoàn chỉnh hết, trúng hết đó, thì coi như mình đã học cái bài học rất là kỹ, đã thấu triệt được cái bài học rồi, cho nên làm bài này tốt. Chúng ta đi liền vào cái phần thứ nhất. Phần thứ nhất đó là cho đây là những cái câu 10 câu mà trong này nó có kết hợp là các cái dạng so sánh. Các dạng so sánh. Thì giờ qua cái bài mà ta đã học rồi thì giờ ta nhìn vào dạng đó, biết là coi nó so sánh hay là với một người hay so sánh với nhiều người, để biết đó là ta dùng bậc hơn hay là bậc cực cấp hay là bậc nhất hay là kém nhất, ví dụ vậy. Thì giờ câu thứ nhất là a country girl is uglier than a city girl. A country girl is uglier than a city girl. Vậy thì cái này nó dùng cái dạng gì? Nhìn vô thì thấy là ta dịch thử sơ qua, thử sơ qua câu này thì nó là cô gái ở miền quê thì xấu hơn là cô gái ở thành thị. Thì xấu hơn. Thế đây người ta có cho sẵn chữ đen này nè, có cho sẵn chữ đen rồi, tức là đây là cái dạng mới so sánh hơn nữa, đây là giữa hai người, giữa hai người, cho nên đây phải là dùng cái bậc hơn. Vậy thì bậc hơn của cái chữ ugly đó là chữ giờ nào? Là chữ nào? Tức là ta dùng chữ ugly thì giờ theo cái nguyên tắc mà không chỉ đó, thì khi sau sau nó là chữ dài đổi thành tiếng ngắn, rồi thêm chữ er, nói theo tiếng Việt á, thêm chữ er. Thì đây bây giờ ta bỏ cái chữ đó, bỏ chữ này để viết lại thành cái chữ mới á, chữ đổi đó ha, uglier than thành chữ uglier than, sửa ngay đây luôn. Đó là bằng mực, mực xanh để cho phân biệt nó clear đen. Thì chữ này là chữ mình làm. Vậy thì câu này trở thành là cô gái ở miền quê thì xấu hơn là cô gái ở thành thị. Ở đây chúng ta đừng có quan trọng quá, tức là đừng có quá chú trọng đến cái nghĩa của nó, nhiều khi cái nghĩa nó của nó không có đúng tuyệt đối, chỉ đúng tương đối mà thôi. Chứ nói vậy thì nếu mà căn cứ vào cái nghĩa vậy chưa chắc câu này là đúng, bởi vì có nhiều khi mình thấy những cô gái miền quê người ta rất là đẹp, rất là hiền hậu, rất là thơ ngây, rất là dễ thương. Nói tóm là thấy những cô gái miền quê là có nhiều người thấy là rất là mê. Thế cho nên chưa hẳn là nó sẽ xấu hơn cái thành thị. Bởi ta nói hương đồng gió nội đó mà, hương đồng gió nội thì nó có những cái hương vị rất là tốt. Rồi đó là nói sơ qua về cái ý nghĩa, cho nên đừng có ở đây chỉ cần chú trọng nhất là gì, ở đây mục đích của người ta là yêu cầu mình dùng mấy tính từ trong mặt này nè, viết lại những tính từ trong mặt cho đúng, tức là mình coi nó so sánh bậc gì để mình viết lại cho nó đúng rồi. Còn cái nghĩa thì nó chỉ tương đối thôi, nhiều khi nó không đúng lắm. Rồi bây giờ câu số 2 là Peter is the intelligent of all the students. Thì các bạn nhìn sơ qua thấy trong này nó so sánh với bao nhiêu người, nó so sánh với một người hay là so sánh với nhiều người, hay là so sánh với cái tổng thể của một cái gì đó. Ví dụ ở đây thế nào là biết sơ qua, người ta thấy nó là Peter thì thông minh
trong tất cả các học sinh, các sinh viên, ha, các học sinh, tức là bí thư thông minh hơn, không thông minh nhất trong tất cả các sinh viên. Bởi vì một người bị so sánh với nhiều người thì đây phải dùng cực cấp, ha, thì cực cấp của cái chữ tính từ dài thì dùng chữ gì? Dùng chữ gì? Đó gì? The most intelligent, yeah. The most intelligent. Ta thêm ở trên đây cái chữ most vô. Nếu viết lại thì như nào? Peter is the most, trước một tính từ dài mà so sánh cực cấp thì ta phải dùng the most. Đó, most intelligent of all the students. Understand. Rồi, bây giờ tới câu số 3 là I am, đừng nói I am is heavy than wood. Thì dịch sơ qua cái nghĩa của nó là gì? Ở đây dòm cái dạng này nè, thấy làm sao này có chữ đen thì biết đây là so sánh bậc hơn rồi, giữa hai vật sắt và gỗ, sắt và gỗ so sánh với hai vật thể đây phải là bậc hơn của heavy là gì? Đổi chi ngắn thành y dài thành y ngắn rồi thêm er, vậy thì I am is heavier than, heavier. Đây, heavy. Heavier than wood. Thì câu này trở thành là sắt thì nặng hơn là gỗ. Câu này thì ý nghĩa nó đúng đó, không sai đó. Thấy không? Sắt thì nặng hơn gỗ đương nhiên. Chứ nó đâu có nhẹ hơn, nó có bằng được. Thì câu đó nghĩa nó đúng. Rồi. Câu số 4, number 4. Tom is the active boy in this village. Câu này nó so sánh Tom với cả trong cái khu làng mạc, cả làng lắm. Như vậy là phải là so sánh bậc nhất, cực cấp rồi. Hơn nữa đây nó có chữ đờ nè, heo rồi đây một tính từ. Vậy thì câu này đổi lại sao? Câu này là trở thành như thế này. Thêm vào đây chữ the most. Thêm đây chữ most. Đó. Tom is the most active boy in this village. Vậy là câu thì dịch sao? Câu này các bạn dịch sao? Active đây có nghĩa là linh động, có nghĩa là năng động, có nghĩa là tích cực. Thấy không? Vậy thì ta dịch là Tom là một cái cậu bé, cậu trai năng động nhất ở trong làng này, năng động nhất trong làng này. Rồi, number five. Today's the weather is better than it was yesterday. Today the weather is better than it was yesterday. Nghĩa là gì? Nghĩa là hôm nay thời tiết là xấu hơn là ngày hôm qua. Hôm nay thì thời tiết thì xấu hơn là thời tiết ngày hôm qua. Thế vậy có hôm nay và hôm qua thì cũng có hai, so sánh có hai ngày, thấy không? Thời tiết của hai ngày. Thì ở đây so sánh bậc hơn. Mà nên lưu ý cái này. Lưu ý đây nè. Chữ bad. Bad đây là tính từ bất quy tắc, chứ nó không phải là tính từ quy tắc.
Nếu cái từ nó nằm trong quy tắc, quy luật á, thì ở đây là better, phải không? Nhưng ở đây không phải. Nó bất quy tắc thì chữ bad. Mà hơn á, hơn á là thành chữ worse. Mà nhất á, the worst. Bad, worse, the worst. Vậy thì ta đổi hẳn chữ này lại thành chữ worse. Đổi hẳn chữ này thành chữ worse. Tức là xấu hơn á, thấy không? Hồi nãy bad là xấu, nhưng mà cái này xấu hơn là worse. Xấu hơn là worse. Còn xấu nhất là the worst này nè. Xấu nhất là the worst, thấy không? Đó, xấu nhất là the worst. Xấu hơn là worse. Vậy là dịch lại hôm nay á, thời tiết thì xấu hơn là thời tiết ngày hôm qua. Nên cái tắt mình nói tắt là hôm nay thời tiết là xấu hơn ngày hôm qua. Dịch ngắn gọn là vậy đó. Rồi. Câu number 6, câu số 6. Câu số 6 là he is the clever actor in our country. Thấy ở đây có nói không? In our country là trong nước của chúng ta. Tức là so sánh ngay nam diễn viên này nè. Diễn viên này nè. Với cả một các diễn viên khác ở trong nước. Thấy không? Tức là so sánh một người với nhiều người thì ở đây phải là bậc nhất. Hơn nữa ta có thấy cái clue có dấu hiệu là đờ trước nè. Đờ trước tính từ thì ở đây. Ở đây cái clever này ta coi cho nó là một tính từ ngắn, tính từ ngắn thì nhất, bậc nhất, khéo nhất hay là năng động nhất, thông minh nhất. Clever cũng có nghĩa là khéo nhất, năng động nhất, thông minh nhất, hay là tích cực nhất gì đó chẳng hạn, thông minh nhất. Thế bây giờ ta sẽ bỏ dấu này để đổi chữ này thành chữ cleverest. Thực chất đó là lấy chữ tính từ nó cộng thêm chữ s là cleverest. Cleverest actor. Thì có cleverest actor in our country. Tức là anh ấy là một cái nam diễn viên mà thông minh nhất ở trong nước của chúng ta. Clever cũng có nghĩa là thông minh, cũng có nghĩa là khéo léo, cũng có nghĩa là linh hoạt, nhân dân. Câu số 7. In England, summer is the nice season of the year. Câu này thì nghĩa nó là sao? Câu này thì ta cũng thấy cái mùa so sánh có một cái mùa với cả năm, với những mùa khác trong năm. Tức là ta nói nè, ở bên Anh á, thì mùa hè là một cái mùa mà đẹp nhất của năm. Mùa đẹp nhất của năm tức sao? Tức là một năm nó có tới 4 mùa, có rất nhiều mùa, một cái mà so với nhiều cái thì đây phải là bậc nhất. Mà bậc nhất của chữ nai là gì? Là nai set. Nai, nai set. Thêm e. Chữ e có sẵn rồi. Thì ta khỏi thêm e nữa và chữ thêm chữ s thì thôi. S với chữ tờ vô thôi. Đây là thành chữ nai. Nai set. Mùa hè. Trong ở bên Anh đó, mùa hè thì là cái mùa mà đẹp nhất trong năm, mùa đẹp nhất trong năm. Rồi. Câu số 8. Lưu ý câu này rất là đặc biệt. Nhìn sơ sơ làm chớp nhoáng làm ấy là cái như sai nha. Câu này nếu mà không nhớ lại bài, không đọc bài kỹ, không học kỹ là coi như câu này làm sai, chứ không thể trúng được. Câu số 8 là câu quan trọng. Nó thấy sơ sơ vô để ở đây làm như là máy móc, cách máy móc là chắc chắn là sai.
Miss Hoa, Miss Hoa is the good nature woman in this series. Là gì? Good nature là gì? Là bản chất tốt, là hiền hậu, ha? Là bản chất tốt, là hiền hậu, ha? Là tốt bụng. À. Thế giờ mình thấy vậy là, nhưng mà người ta cũng so sánh cái bà này nè, là một cái bà mà ở trong thành phố, một người đàn bà mà so với những đàn bà khác ở trong thành phố thì bà này là người tốt bụng nhất, ha? Hay là hiền hậu nhất ở trong thành phố này. Bà Hoa là một cái người đàn bà mà hiền hậu nhất, có chữ đờ lên nữa là thành so sánh cực cấp, ha? Hay là tốt bụng nhất, tốt bụng nhất ở trong thành phố này. Thì đây lời dối kỹ lần trước mình có nói, có giảng cái chỗ này, khi mà gặp cái tính từ kép, tính từ kép mà ở đây là hai cái tính từ như vậy á, thì sẽ so sánh bậc hơn, thì ta dùng chữ more than. Mà khi so sánh bậc hơn thì người ta đổi cái tính từ trước này nè, ví dụ như đây good nature mà giờ nói là tốt bụng hơn thì dùng chữ good là gì, là better nature. Nhưng đây là người mà tốt bụng nhất, nhất thì the best nature. The best nature chỉ thay đổi cái tính từ trước này thôi, tính từ sau này không có thay đổi. Chứ không có dùng cái là most đây được. Dùng là most đối với những cái tính từ khác, ví dụ nó ghép một danh từ với ấy thì cái nào không? Danh từ với tính từ khác rồi đó, thì đổi được. Còn trong trường hợp này, nó nói kỹ hôm trước rồi, là bây giờ ta phải đổi là cái chữ trước này thôi. The best nature, bỏ chữ good, bỏ chữ good, thay bằng chữ best, thay bằng chữ best đó. The best nature woman in this series, tức là cái bà Hoa này là cái người đàn bà mà tốt bụng nhất hay là hiền hậu nhất ở trong thành phố này, rồi có nhiều khi các bạn thắc mắc đó, sao ông này cũng vậy, thường thường cái nào tốt là để tên tên Hoa đó, là tháng qua cũng có một vài kỷ niệm gì đó, không thành ra để vậy thôi. Rồi câu số 9, traveling by car is dangerous than going on foot. Traveling by car is dangerous than going on foot là gì? Ở đây cũng thấy có chữ than rồi ha, thì đây là bậc hơn. Hai nữa, hai cái yếu tố này nè, đi du lịch bằng xe, hôm nay đi go in on foot là đi bộ, tức là ta to so sánh cái đi xe với đi bộ thì cũng cho hai cái yếu tố thôi, thành ra đây phải so sánh bậc hơn nha. Mà bậc hơn một tính từ dài thì đặt trước này chữ more và sau chữ than, more than nha. Rồi thế thì ta chỉ cần thêm ở trước này chữ more, trước này chữ more, đó, trước chữ more và sau chữ đen là đủ rồi. Tức là đi du lịch bằng xe hơi thì nguy hiểm hơn là đi bộ, go on foot là đi bằng chân đó, đi bộ á. Năm cuối cùng, reading books is good than watching TV. Reading book is good than watching television. Television, TV đó. Thì bây giờ câu này có nghĩa là gì? Có lẽ chứ các bạn thắc mắc, nó nói có trạc trăng khi thấy ở đây sao chữ book
bút số nhiều mà ở đây dùng chữ y, thấy không? Thắc mắc nó đây có thể là trật, ví dụ nghi ngờ trật, không phải trật. Ở đây không phải chủ ngữ nó là chữ bút, không phải chủ ngữ nó là chữ bút, mà chủ ngữ của nó là hai chữ này nè, đó, read in book có nghĩa là gì? Tức là cái việc đọc sách đó, đó. Đọc sách đó, thì tốt hơn là xem truyền hình, thấy không? Đọc sách thì tốt hơn là xem truyền hình. À, thì cái việc đọc sách này là hai cái này là cái chủ ngữ của nó, thì nó là số ít chứ không phải số nhiều. Nhưng phải cái này không đâu, đừng nói, đừng coi này nói sai, không phải, không có sai nha. À, rồi bây giờ ta dở sơ là cái này một cái, repeat lại một cái để mà ta đi qua cái phần hai, nha, qua phần hai. A country girl is ugly than a cereal, tức là cô gái miền quê thì xấu hơn là cô gái ở thành thị, ha, cô gái ở thành phố, cô gái ở thành thị, không hẳn đúng, ha, cái đó chỉ đúng một phần nào thôi, ha. Chớ hương đồng gió nội này nhiều cô cũng hiền hậu đẹp lắm, cũng là đẹp thùy mỹ, rất là dễ thương nha. Peter is the most intelligent of all the students. Ta thấy đây là mấy thơ so sánh với nhiều người, do đó đây ta dùng cực cấp nha. Thì mấy thơ là thì thông minh nhất ở trong cái câu cái đám học sinh, tất cả số học sinh đó ha, trong tất cả số học sinh. Iron is heavier than wood. Iron is heavier than wood. Tức là sắt thì nặng hơn là gỗ, đương nhiên. Cái đó công nhận, ha, công nhận. Tom is the most active boy in this village. Tom is the most active boy in this village. Tức là Tom là một cái cậu trai mà năng động nhất ở trong cái làng này, nha, trong làng này, đúng. Today the weather is worse than it was yesterday. Hôm nay thời tiết xấu hơn là ngày hôm qua, nha, xấu hơn là thời tiết ngày hôm qua đó. He is the cleverest actor in our country. Ông ấy là một cái nam diễn viên mà thông minh nhất, khéo léo nhất ở trong nước của chúng ta, ha. Trong nước chúng ta. In England, summer is the nicest season of the year. In England, summer is the nicest season of the year. Tức là ở bên Anh thì mùa hè đẹp nhất, ha. Mùa hè là cái mùa đẹp nhất của năm. Đẹp nhất trong năm. Câu số 8. Miss Hoa is the best nature woman in this city. Nhớ chữ best, good nature là hiền hậu, là tử tế, là bản chất tốt. Nature là bản chất nè, bản chất tốt. Tức là bà Hoa là một cái người đàn bà mà rất là hiền hậu, có rất là tốt bụng ở trong thành phố này, hậu là tốt bụng, là best, tốt bụng nhất á, nên phải là nó nhất nha, tốt bụng nhất ở trong thành phố này. So sánh một người với một với nhiều người ở trong thành phố, thành đó ta phải dùng là cực cấp. Mà nhớ ở đây là tính từ kép thì khi so sánh thì ta phải đổi cái chữ đi trước, chữ tính từ trước này nè, còn chữ sau để nguyên. Cái đó là cái khó cần phải lưu ý nha. Chắc có nhiều người cũng đặt câu này lắm nha, có nhiều bạn là đặt câu đó. Traveling by car is more dangerous than going on foot. Tức là đi du lịch bằng xe hơi thì nguy hiểm hơn, more than kèm một tính từ dài nha, hơn là đi bộ. Going on foot. Number 10. Reading book. Mở cửa đi.
Reading book is good than watching TV. Tức là đọc sách thì tốt hơn là xem truyền hình. À, đọc sách thì tốt hơn mà là tốt hơn là xem television, xem truyền hình. Đó, như vậy là cái phần số 1, tức là cái phần viết lại những cái tính từ mà người ta cho sẵn trong ngoặc đó, à, viết lại cho đúng thì ta đã làm xong. Bây giờ sang cái phần translation, translate into English. À, giờ sang cái phần mà dịch sang tiếng Anh, à, dịch sang tiếng Anh thì cô ta chỉ có cho dọn dẹp là 5 câu thôi, à, chỉ cần 5 câu thôi hay dở là 5 câu đó là thể hiện được cái trình độ khả năng kiến thức của mình rồi nha. Thì cũng nhằm ôm lại những cái gì mà mình đã học trong bài thôi nha, review lại những cái gì mình đã học, coi mình có học kỹ, có nhớ, có thấu triệt được bài không. Nếu các bạn làm trúng hết cái này là bài rất coi như đã hoàn chỉnh, nó hay rồi đó, giỏi đó. Thứ nhất, sức khỏe quý hơn vàng. Cái gì là sức khỏe? Sức khỏe, cái gì là sức khỏe? Health. À, sức khỏe quý hơn vàng thì health, đây là danh từ nha, is quý hơn. Đây là một cái tính từ dài, thành ra ta sẽ sánh bậc hơn thì more than ha, more precious than gold. Sức khỏe quý hơn vàng. Đó, health is more precious than gold. Câu số 2. Người cao lớn nhất trong làng tôi là ông Brown. Người cao lớn nhất trong làng tôi là ông Brown. Thì câu này mình dịch lại, ví dụ nó là cao lớn nhất, chữ gì là cao lớn? Cao lớn là chữ tall. Cao nhất là tallest. The tallest person hay là the tallest man in my village is Mr. Brown. Dịch vậy cũng được, nhưng mà dịch vậy nó có nghĩa nó hơi cắt đoạn, nó xa cách đó. Bây giờ ta đặt cái danh từ chỉ nơi chốn, nó nằm sau cho nó có câu văn nó liên tục chút. Thì thay vì nói người cao lớn nhất trong là tôi là ông Brown, thì giờ nói ông Brown là người cao lớn nhất trong là tôi cũng được, phải không? Không mất nghĩa. Thì giờ câu này dịch nè: Mr. Brown is the tallest là cao lớn nhất nè, man hay là person cũng được, in my village. Đó, Mr. Brown is the tallest man in my village. Mr. Brown is the tallest person in my village. Cũng được, nghe không? Có phải đây là học sinh lười nhất trong lớp không? Có phải đây là học sinh lười nhất trong lớp không? Thì đây là một cái câu hỏi. Ví dụ mình nói đây là học sinh lười nhất, thì this is the laziest student. Nhưng ở đây có phải, this is là đây là, có phải đây là, thì is this có phải đây là, is this không, đảo lộn lại thôi đi, từ thu bi đảo lộn lại, is this
lazy dài sao nhưng mà giờ lười nhất là laziest, student học sinh lười nhất, the laziest student trong lớp không, in the class. Đây là câu hỏi phải chấm. Chấm hỏi. Is this the laziest student? Có phải đây là học sinh mà lười nhất ở trong lớp không? Thấy không? Rồi. Câu số 4. Nó là người kém lịch sự nhất trong số các bạn của tôi. Thì cái chữ gì là lịch sự? Chữ polite. Polite là lịch sự. Vậy thì nó đây là, nói về một người thằng con trai. Anh đã dùng chữ he. He is. Gì là kém nhất? Chữ the least kém nhất. Chúng ta học về và kém nhất đó là chữ the least. He is the least. The least. He is the least. Polite là lịch sự nè. Polite. Kém lịch sự nhất. Không? Trong số bạn của tôi. Trong tất cả những người bạn của tôi là of my friend. Đó. He is the least polite of my friend. Anh ấy là kém lịch sự nhất trong số những bạn của tôi. Rồi. Còn một câu cuối cùng. Là chúng tôi quan tâm đến âm nhạc và khiêu vũ nhất. Cái gì là quan tâm, cái gì là để ý, cái gì là thích, em rất cho rồi. To be interested, yeah, be interesting, yeah, là quan tâm, là để ý, yeah, là thích. Vậy là chúng tôi quan tâm đến chúng tôi quan tâm đến âm nhạc và khiêu vũ nhất. Có chữ nhất đây nè, có chữ nhất thì we are both interesting. Quan tâm đến, nhớ to be interested in, chứ không phải thu nha. Quan tâm, nguyên cái này là most interested in, là quan tâm đến âm nhạc là music. Music. Và khiêu vũ nhất, and khiêu vũ là dancing cũng là danh từ ha. We are most interested in music and dance. Là chúng tôi quan tâm đến nè, nguyên cái chỗ này là most interested in, là quan tâm đến âm nhạc và khiêu vũ nhất. Như vậy là chúng ta đã dịch xong 5 câu dịch thuật. Cái câu cuối cùng này nè, mình cũng có thể viết như thế này cũng được. Ví dụ mình dùng những câu đó cũng được, hoặc viết câu vậy cũng được. Câu có thể viết câu này. Ví dụ nó we pay to pay attention cũng là để ý, để quan tâm, ha. We pay.
most, the most. Attention, cái danh từ nó là attention, nhưng mà nhớ là attention thì thu chứ không phải là attention in. Attention thì thu, mà interesting thì in, interest in, you know? We pay the most attention to music and dance. Đó, to pay attention cũng là để ý, cũng là quan tâm, mà nhất là the most attention to music and dance. À. Rồi bây giờ chúng ta check lại cái phần dịch thuật thôi. Còn phần kia nãy là mình làm đã xong nha. Làm xong. Thì câu thứ nhất là sức khỏe quý hơn vàng. Sức khỏe là health is more than kẹp giữa một tính từ dài. Sức khỏe thì quý hơn là vàng. Rồi, right. Câu số 2. Người cao lớn nhất trong làng tôi là ông Brown. Hay nói cách khác là mình dịch cho thuận, mình để cái danh từ chỉ về nơi chốn làm cuối thì mình nói Mr. Brown is the tallest man in my village. À, hoặc là không dùng man thì dùng person cũng được, nghe không? Có phải đây là thì this is là đây là thì có phải đây là is this? À, the laziest student in the class. Có phải đây là một sinh viên, đây là một học sinh mà lười nhất ở trong lớp không? Câu số 4. Nó là người kém lịch sự nhất trong số các bạn của tôi. He is the least polite of my friend. À, câu cuối cùng, chúng tôi quan tâm đến âm nhạc và thiêu vũ nhất. We are most interested in music and dance. Hoặc dịch kiểu này không được, cả hai cái đều là đúng hết, thấy không? Cho nên em dịch kiểu nào dịch câu nào cũng được. Rồi bây giờ thì coi như là cái bài tập đến đây thì coi như là tạm thời kết thúc. Nếu bạn nào thấy thích vì nó hữu ích thì mong các bạn là vui lòng nhấn like, share hoặc viết vài comment để chi để ra loa tỏa khắp trong các em học sinh. Xin cảm ơn các bạn, chào tạm biệt.